cho con đi, đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi con sợ chi. Cho tươi dần đồng xanh, con no thoát không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng, nồi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi, đi giữa suối mát có xanh còn thiếu gì. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-din, khốn cho ngươi hỡi Bết-sa-i-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét Tyre và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Suy niệm lời Chúa thứ sáu, Chủ nhật 26 quanh năm. Cách đây gần 30 năm, tôi có nghe kể có một giáo xứ ở ngoài Bà Rịa, Vũng Tàu. Do không bằng lòng với quyết định của Đức Giám Mục, họ đã công khai chống đối cũng như có những lời lẽ khiếm nhã, xúc phạm đến Đức Giám Mục giáo phận. Họ còn tìm cách gây bè phe nhóm, cùng lôi kéo những người khô khan nhẹ dạ vào phe cánh của mình. Nhưng rồi chỉ vài năm sau, lần lượt những người trong nhóm chống đối hết đau lại đến bệnh, không chết vì tai nạn thì cũng chết vì bệnh tật. Thấy vậy, một vài người còn lại quá sợ hãi đã xin được gặp Đức Giám Mục để thú tội cũng như để được tha thứ những lỗi lầm của mình. Kể lại câu chuyện trên để thêm một lần nữa minh họa cho điều mà hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo dân chúng về những việc làm cố chấp và chống cưỡng lời Thiên Chúa. Khốn cho ngươi hỡi Cô-ra-gia-in, khốn cho ngươi hỡi Bết-sa-i-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà xảy ra tại Ti-rô và Si-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo nhặm, ngồi trên đống tro và sám hối rồi. Ngài còn nói thêm, trong ngày phán xét, Ti-rô và Si-đôn sẽ được xét xử khoan dung hơn hai thành ấy. Điều mà ngày xưa Ngài cảnh báo những thành, những làng mạc cố tình khước từ giáo huấn của Chúa, thì hôm nay Ngài cũng đang lên tiếng để cảnh tỉnh chúng ta. Thực tế cho chúng ta thấy, ngày càng có nhiều người tuy sống trong lòng mẹ giáo hội, nhưng lại muốn đi ra ngoài đường lối của giáo hội. Họ chỉ thích tìm kiếm và làm theo ý riêng của mình. Vì thế, họ xem thường và bất chấp những lời mời gọi, cảnh tỉnh của giáo hội. Và vì không nhìn nhận Chúa ở nơi giáo hội, nên họ còn có những lời lẽ, việc làm, đi ngược lại với giáo hội, gây ra biết bao đau thương mất mát cho giáo hội, giáo xứ cũng như gia đình. Câu chuyện của giáo xứ ở ngoài Bà Rịa, Vũng Tàu kia là một bằng chứng cụ thể. Xin Chúa cho mỗi chúng ta biết nhìn ra, giáo hội chính là những người đại diện của Chúa Kitô để dạy dỗ, hướng dẫn, cũng như cảnh tỉnh chúng ta trước những nguy hiểm hồn xác. Từ đó, chúng ta biết mau mắn lắng nghe, vui vẻ đón nhận và sẵn sàng thi hành theo sự hướng dẫn của giáo hội. Hầu nhờ đi trong nẻo đường của Chúa, chúng ta sẽ được dẫn đến với hạnh phúc nước trời.
Amen. Chúa là mục tử, người dọn bước kề bàn cho con dâng. Sau người tràn lan và chiên ái ân người đầy tràn. Chúa ban cho đời con qua năm tháng hương dư thừa phúc đức. Chúa ở cùng con cùng Chúa muôn đời. Chúa chiên nhân từ người dân con tới đồng, đội này suối nước mắt bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì. Chúa chiên nhân từ người dân con tới đồng, đội này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi đi giữa suối mát, có xanh còn thiếu gì. Thank you.
nằm lòng người, tìm đâu khơi đưa mắt rơi, những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn đời, ngàn năm soi ấm tin vui, con luôn trong cây Chúa, tan nào em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền lên lời yêu mến, tình Chúa. Yeah.